Ủa sáng không đi làm gì đi à? Đi làm từ hôm gài nó ế quá, không ai mướn. Ta xịt thuốc xịt lúa gì ngoài đồng kìa. Đúng mà giờ nó mướn máy bay hết trơn rồi, giờ mình có máy bay đâu xịt. Rồi thiếu nợ người ta làm không được nữa, tiền đâu trả. Rồi sao em đi mượn nợ người ta làm chi? Thì cái đợt sửa nhà lại đó, rồi thiếu mớ mượn của bà Đào, bà nội đó bà hung dữ dữ lắm. Mượn mà bà không nói ăn tiếng nào chứ, Không có thì vợ chồng san sẻ. ai đâu mượn, người có bà Đào quá cho hỏi đó, rồi mượn của bà. Mà bà Đào cái nết bà cũng dữ lắm, nết bà cũng trời ơi đất hỏi đó, giờ không có tiền trả bà thì bà cào nhà luôn. Bữa nay tới ngày gì Bữa nay tới nè, không biết chừng nào mà bà tới bà lấy nè, chừng nhắc bà hỏi bà tới liền bây giờ. rồi em thiếu tiền nhiêu, Có 50 à. thiếu số tiền lớn như sao có khả năng trả? Rồi vợ chồng mình đi bằng mướn không là tiền đâu mà trả, 50 triệu trời. Giờ cũng ráng kiếm việc gì làm tiếp tôi chứ. Tiền bạc gì không có trả bả gì trơn. Ơi, bố gầy mấy bữa gầy rồi sao tiền bạc không gửi gì cho anh? Ủa mày hỏi tiền đâu, mày ngon ngọt lắm mà mày hứa ngày hứa giờ, rồi bây giờ cái gì giờ trả thì bằng ăn kiếm gì kỳ cục à? Ông mấy cho thiếu Thiếu gì thiếu gì thiếu gì thiếu hoài à? Tôi lo tiền trả liền cho tôi, qua tới đây rồi phải có tiền mới về. thêm tuần nữa đi chị ơi, chứ giờ vợ chồng em chưa có tiền, tuần nữa hứa chuyện tuần nữa có à. Ủa sao mày hứa dai dữ vậy? Mày lấy tiền tao á, tao đưa cho mày đâu có dai đâu. Đó, anh nói Coi cái rồi. gì đưa cho tôi thiếu gần 100 củ rồi. Đã nói rồi, đi mượn tiền của bà làm chi? Em bữa sửa nhà đó, mà thiếu tiền rồi nữa tôi vô đó. Thôi, đừng nói gì trong vậy nữa. Đưa tiền đưa đây lẹ tao đi về nè. Lẹ đi mấy đứa nhỏ đó, đợi một chút nữa, đằng em đó đợi một chút á. Vì thông cảm thì từng nó mới có chơi chứ giờ tiền Sao nó mày hứa đâu hoài có. vậy? Hứa thiệt lần này, hứa thiệt từng nó đi chị. Mày hứa lèo hoài, mày làm sao á, đừng trả cho tao đó mày làm. Rồi giờ thôi, giờ chị thông thả đi, giờ gắng ít hôm thì 3 ngày nữa đi, 3 ngày nữa làm lãnh lương em trả cho. Bây giờ cậu hứa chắc là 3 ngày nữa nha. 3 ngày nữa đi, chắc ăn là 3 ngày nữa. 100 củ rồi đó mà ăn sao được đó làm. Ê, ơi trời, để gì không gầy hứa hoài vậy? Thiếu Ờ, có 50 đầu tiền lãi lên 100 luôn. Trời, mới có mấy tháng lãi gì cắt cổ dữ hả? ờ. Chứ hết chỗ mượn rồi mượn đỡ bả chứ sao giờ, mà cái nết của bả hay rồi không gầy nước sôi đổ cho tháng. Vợ chồng mày nói xấu tao đó hả? Cái nói gì đâu, có đâu có. Bay đi hơi dây nhà nước đi rồi nó cho bay mượn không à? Thôi thôi bây thì giờ chị cứ hỏi tiền á, hỏi đến lúc năn nỉ vậy thôi. cảm này Bây chị giờ ơi, mắc kẻ là sao? không có Tao đâu nói gì có năn đâu, nỉ tao đưa bay đâu ạ? thông cảm này chị ơi. Ba ngày nữa đi rồi em lãnh lương ra rồi. Là hứa chắc 3 ngày nha. Đúng rồi, 3 ngày chứ không hơn nha. Ba ngày chắc ăn. Rồi cậu đem qua nhà tôi hay là tôi đi qua đây tôi lấy? Thôi chị cứ ở nhà yên tâm, ở nhà đi rồi vợ chồng em đem tiền qua. Hứa uy tín nha, cái lần này là chồng mày hứa nha. Không, ắt lời hứa nữa ha, là tao qua tao cuộn nhà ha, tao lấy nhà nha. Thông cảm đi chị, ba một ngày lần nữa, này thôi nha, 3 ngày nữa trả cho chị ơi. Thằng ăn mất uy tín bực bội vậy. Đó bự bả là không nói đi, rồi tới hồi đó bây giờ không có là bà xiết nhà luôn. Nếu mở chữa nhà đó thì bây giờ lo đi mà kiếm tiền trả người ta nè. Thương má thì mà bữa nay á, đến hẹn là 3 ngày rồi sao vợ chồng nó mất tiêu không có đem tiền bạc gì qua cho người ta? Ủa nó đợi tôi qua nữa hả? Gì mà để nắng nắng đây tới xế chiều coi sao. Dạ em mới qua chị ơi. Ủa cậu mới qua hả? Cậu ngồi ở đây đi, đây ngồi được không chị? Đồ tôi mua đồ xịn mà hỏi được không trời, đâu phải như nhà cậu. Đã hỏi được lọc không có ai luôn á. Em tính bữa nay em qua em trả tiền cho chị chủ nè. Nay qua trả hả? Qua trả. Ừ, đi lời hứa là được. Còn cậu bữa nay cậu trả đủ tôi luôn phải không? Bữa nay em đem qua có 20 à. 20 triệu làm gì? Vợ chồng em quằn mượn nợ mấy người kia được có 20 triệu à. Ủa nghĩ sao hả? Thiếu 100 triệu mà đem qua 20 triệu không đủ đóng tiền lãi nữa, mình nói đi qua trả gì?
chị thông cảm đi, cỡ này mặn ăn khó khăn quá, kiếm tiền đó cũng khó đó. Sao hứa mà nói chuyện cái kiểu mà lần lựa quá. Bây giờ tôi thấy cậu cũng được nè. Thôi cậu làm cho tôi vui đi. Tôi trừ bớt nợ cho cậu. Làm cho vui hả? Cậu thấy sao? Em đâu có biết làm trò gì đâu chị. Thì thường thường cậu làm cho vợ cậu vui làm sao đó. Cậu làm cho tôi y như vậy đó, tôi vui là tôi trừ nợ bớt cho. Ủa em đâu có biết pha trò pha gì đâu. Còn không biết thì coi trả nợ đủ đi. Không có nói chuyện nhiều mệt quá. À, em có cái tài. Cái tài gì? Em biết massage, tắm bóp. Mà có vui không? Có vui tôi mới trừ bớt nợ. Thì chị chủ muốn vui thì em sẽ làm cho vui. À, vui tôi trừ bớt nợ rồi cho thưởng, nếu mà vui á tôi thấy thoải mái tôi sẽ thưởng thêm. Dạ thôi cũng được. Gì đi vô đây. Thôi mà bây giờ massage đi trước đi. Tôi thấy được. Ờ được á, cái mình đi vô trong. Dạ. Nè, đâu cậu massage thử cho tôi thấy thoải mái không? Mạnh mạnh lên tí đi. Massage gì cái tay cứng đơ rồi trời, mỗi nhà massage vậy đó hả? Ủa cơ, ủa cậu không thích hả? Nhìn mặt của cậu kìa. Dạ, em ngại quá chị. Ngại gì đâu, ngại nhà này á, có nên tôi thôi. Gia nhân nó làm ở sau hè hết rồi. Được không chị? Cũng tạm ổn. Ui, cái đó đó. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Được không chị Dấu? Trời ơi. Trời ơi. Đi chăm thôi. Vô trong làm gì chị Dấu? Chị Dấu vô đây. Chị Dấu ơi. Trời. Này em đi đâu mà lâu về như trời. Không biết con sao không? Mới về hả? Mới về. Còn sao rồi? Trả tiền bà chủ có chịu không rồi? Sao mặt buồn vậy? Trả bà 20 triệu mà bà cự quá trời luôn. Bà chủ dữ lắm phải không? Trời xin lỗi anh nghe em. Em hỏi nợ mà em không có cho anh hay đó. Giờ anh đi bệt nghe bà chủ mắng gì đó. Không phải gì em ơi. Thì tiền bạc nó cũng trong nhà xài. Giờ cũng vợ chồng ráng mặn trả cho hết nợ cho bà chứ sao vậy? Em gây ra nợ nặng, bây giờ anh phải gánh vác rồi. Xin lỗi anh nha. Mà anh cũng có lỗi với em nữa. Sao anh nói vậy? Giờ anh không biết sao. Giờ có lỗi với em. Thấy buồn quá. Thôi anh ơi đừng nói vậy. Vợ chồng của mình thì từ từ gây dựng lên để trả hết nợ. Vợ chồng từ từ gây dựng lại. Chứ giờ em đi hỏi nào để anh gánh vác gì, em thấy em cũng có lỗi không phần nào. Thôi để anh giờ anh gánh cái việc gì làm thêm chứ giờ làm trả không đủ tiền cho bà. Mà bà nói là nửa tháng nữa là phải trả cho bà. Nửa tháng hả? Má hẹn 2 tuần nữa. Đây mình đưa có 20 mà. Thôi em cũng kiếm việc làm, em làm tiếp anh để trả nợ đi. Để anh trả mình lên nữa em cũng không đành lòng. Trong 2 tuần này là phải kiếm thêm một mớ trả cho bà. Rồi sáng giờ anh cũng chưa có ăn gì đúng không? Đâu có tiền đâu ăn. Có nhiều mình gom góp trả bả hết rồi. Có ăn gì đâu. Thôi giờ em lên em nấu cơm rồi nè. Đi lên đây em gom cơm cho anh ăn. Bữa nay tới ngày sớm giờ cậu ấy chưa qua nữa ha. À, chị chủ. Ủa? Cậu qua tới rồi đó hả? Qua tới nè. Rồi cậu quyết định sao? Cậu quyết định suy nghĩ mấy bữa nay sao rồi? Bây giờ em cũng biết chưa tính làm sao nữa, bây giờ chị chủ quyết đi. Bây giờ tôi tính gì? Bây giờ cậu về cậu bỏ vợ cậu đi, cậu qua cậu ở bên đây với tôi. Làm thì gì thấy có kỳ tội quá không chị chủ? Tội gì đâu tội.
thì qua tôi sẽ, nếu mà cậu qua đây ở với tôi á, tôi sẽ xóa nợ cho vợ cậu, rồi hàng tháng tôi sẽ chu cấp cho cậu để đưa tiền cho vợ của cậu xài. Như vậy là thuận đôi bên hết rồi, vừa ý hết rồi. Đi về đây cảm thấy sướng hơn không? Để ở bển đi bằng cực khổ. Nè, con vợ em nó không chịu quá chị. Con sao? Hầm hầm thì chị chủ nói là chỉ qua làm cho chị chủ vui. Thì đúng chị rồi. Chị chủ xóa bớt nợ. Thì em đâu có nói là bỏ vợ đâu. Thì mất công đi qua đi lại. Nếu mà bỏ vợ cậu á, thì hàng tháng tôi sẽ đưa cho cậu là 15 triệu. Tháng nào tôi cũng chưa cấp. Để cậu đưa cho vợ cậu sinh sống hàng ngày. 15 triệu thấy. Thấy sao? Cậu thấy tôi tính hợp lý không? Nếu mà cậu thương vợ cậu thì cậu nghĩ nè, khi mà ở chung với cậu nè, cá mà không có mua ăn nữa, gạo còn thiếu lên thiếu xuống. Em biết sao phải. Nó thèm gì, nó cũng đâu có tiền đâu mua đồ ăn. Cho nên bây giờ á, cậu á là thương vợ cậu, cậu muốn tốt cho vợ cậu. Đó, cậu qua cậu ở với tôi là một hàng tháng là lúc nào cũng có tiền hết. Vợ cậu muốn ăn gì nó mua nấy, nó không còn suy nghĩ như ngày xưa nữa. Thấy hợp lý không? Thôi bây giờ đó là mình mới thương vợ của mình. Chị chủ đưa em trước 6 tháng thì em về em gửi cho vợ em. Thôi thôi, đưa cho cậu trước 6 tháng rồi vợ chồng cậu lấy gì quên đi mất tiêu, lúc đó tôi kiếm ai. Tôi đưa hàng tháng à. Được thì tôi xóa nợ luôn cho. Chị cũng được chị chủ. Đó, cách giải pháp quá hợp lý luôn. Bây giờ cậu chịu bỏ vợ cậu không? Để đánh với tôi. Chị chủ muốn quyết sao đâu quyết, giờ em ở đây luôn, giờ số tiền đó thì chị chủ... tôi sẽ xóa nợ cho vợ cậu nè. Chị chủ lẹ đi. Ủa đi đâu lại nhà tao mà mày không mở cửa cho ai con nhỏ kia? Ủa mày đóng đâu mở cửa? Thì mày không bấm chuông. Bấm chuông gì vậy? Chồng tôi mà tính ăn ở mà xài chi đó hả? Anh làm chồng khốn nạn. Nếu anh đi trả tiền rồi về mà anh đi á, anh nằm với bà chủ. Rồi em đi đâu xách điện thoại chi vậy? Đi xách điện thoại theo để mà quay lại cái cảnh hai người ăn ái đó mà tung lên trên mạng. Trời, thì vừa lòng hai người. Ủa mày chị, tôi mày... sẽ tung cái mặt của bà, mặt dày của bà tung lên trên mạng cho người thiên hạ đều biết. Thiếu tiền á thì từ từ trả. Đi lại nhà ta đòi giật giọng hả? Thì mày thiếu thì tao đòi. Thiếu rồi. Bây giờ bà sẽ không trừ cái số nợ nha. Bà sẽ không xóa số nợ mà tôi thiếu bà. Tôi sẽ tung cái mặt bà lên trên mạng. Bởi sao ai sẽ xấu hổ. Mày xóa đi. Tao tiền nợ hết cho mày đó. Anh đi về ha. Anh còn anh nữa. Từ đây giờ sau tôi với anh không có còn là vợ chồng, không còn tình nghĩa gì nữa hết á. Anh á, vợ anh chồng tôi đó mà anh đi ăn nằm với người khác thế tới là anh... khỏi đi, không có còn tình nghĩa gì nữa hết á. Nhà anh ở nhà tôi rồi, anh đi ra tôi khác đi. Xin lỗi. Đi đây. Còn nữa, chị mà không xóa nợ tôi sẽ tung mạng lên đó. Mày xóa hình đi. Tao xóa nợ hết cho mày luôn. Chị nhớ đó, giấy tờ đâu? Giấy tờ. Mày xóa đi để tao xé giấy nợ cho mày không hăng, để tao kiếm cái tên mà của mày mới được. Trời ơi, cứ đàn bà dâm lòn mắc nết. Thế nè, chồng con của ai á thì ở ngoài trai nhóc hết trơn á, không chịu ở đi lấy chồng của người ta, cứ đàn bà dâm lòn. Từ nay giờ sao mà bỏ thôi đó nghe không, là tôi tung vào đó nặng đó. Mày xóa đi nha. Trời ơi, mất cả chị lẫn chạy, mất tiền rồi mất tình luôn rồi trời, ngu dữ rồi trời.